Em Linh sẽ cho cô chú xem cái cây của em Linh á. Cái cây này Đài Loan Ruby trồng từ hạt ha cô chú anh chị ha. Nè, cô chú anh chị thấy không? Cái lá nó vẫn đỏ nè. Thì cái cây này em vẫn để trong chậu mà ba cái lông, hai cái lông á, đằng rễ xuống đây luôn rồi nè. Đó. Một gang, hai gang. Từ ở dưới này nè, đo một gang, hai gang. Cây đó là chắc hết rồi nha, cây này nè, đó. Nếu mà cái cây như vậy nè, em Linh sẽ bán là 25 đồng ha cả nhà ha. Cây này là 25 đồng nha. Đó, Đài Loan Ruby trồng từ hạt nha. Rồi đó, cả nhà thấy nè, 25 đồng nè, nó nhú 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 cái bông nè. 25 đồng cây này ha. Ví dụ em có size 25 đồng và 35 đồng. Size này 25 đồng, cả nhà thấy không? Đó, mấy size này 25 đồng đó. Thì em Linh có size 25 đồng và size 35 đồng nha cả nhà nha. Những cái thân gì nè, nhỏ nhỏ gì nè, một gan hoặc là một gan rưỡi, hai gan á, thì như vậy nè, một gan rưỡi nè, đó em bán là 25 đồng nha. Thì người nào mua trước thì mình sẽ được trước thôi nha ha. Nè, 25 đồng Ruby Đài Loan trồng từ hạt nè, cây của em nè, một gan rưỡi tới hai gan là 25 đồng ha cả nhà ha, 25 đồng nha cả nhà nha. Nè, ví dụ cái cây này nè, một gan, hai gan cũng 25 đồng, mà tùy theo á, cây nhỏ lớn thì em sẽ bán cái giá 25 đồng nha, 25 đồng nha cả nhà nha. Còn á, cây 35 đồng nha cả nhà, nhìn nè, cây 35 đồng của em thì cái gốc nó sẽ mập hơn, mình bán là mình bán theo gốc nha cả nhà ha, mình bán theo gốc nha. Cái cây 35 đồng, 1, 2, 3 gan á là 35 đồng, nhưng mà cái gốc nó bự hơn nè cả nhà thấy không, nè, cái gốc nó bự hơn nè cả nhà, đó đó, cấp bự hơn mấy cây này á, nó chắc rễ hết rồi. Có nghĩa là cái này trồng từ hộp, mình gieo từ hộp đó cả nhà, cho nên nó cây của mình rất là khỏe mạnh nha. Xếp chung với những cái cây khác, ví dụ những cây này mình có thể xếp chung với những cây khác á cả nhà. Nè, đó nhà thấy không, nè đó, cái gốc nó mập hơn rất là nhiều. Cái cây 35 đồng á, cái gốc nó mập hơn rất là nhiều, cho nên ví dụ như cô chú anh chị nào muốn mua cây 25 em sẽ gửi cây 25, muốn mua cây 35 đồng em sẽ gửi cây 35 đồng nha cô chú anh chị nha. Dạ. Thì á, em có Đài Loan Ruby, em có size 25 đồng, 35 đồng. Dạ. Cho nên á, là cô chú anh chị muốn á, thì á, nói Linh ơi cô muốn mua cây 25 đồng thì em sẽ chụp hình cho cô cây 25 đồng ha cả nhà ha. Ví dụ cây này nè. Nè. Cây này nè. Đó. Cây này nè, cô chú anh chị thấy không? Cây này lớn hơn nè. Đó. Cây này lớn hơn á. Ví dụ bây giờ á, cây 35 đồng, cây 25 đồng, cây 35 đồng. Còn em có một số cây là khoảng 40 đồng nha. Một cây, hai cây, ba. Em có khoảng 10 cây là 45 đồng. Còn bao nhiêu là 25 đồng với 35 đồng ha cả nhà ha. Tại vì mình bán là mình bán theo gốc đó, cô chú anh chị. Tại cái gốc đó, cái nhỏ lớn á. Cho nên đó, cô chú anh chị nào muốn mua giá nào em cũng có hết. Dạ. Khoảng cây 45 đồng em có chừng khoảng 10 cây ha. Nè, ví dụ cây 45 đồng nè. Đó, nhà thấy không? 45 đồng, cây nó bự quá trời bự luôn này. Nè, 1, 2, 3, 4 gan. Mà cái gốc nó bự là cây này có 45 đồng ha cả nhà ha. 45 đồng nha cả nhà. Mình có thể ship chung với những cây khác. Dạ đúng rồi. Hoặc là mua 2 cây mình ship chung, 3 cây mình ship chung á cả nhà. Đó. 25 đồng thì cả nhà thấy 25 đồng không? Nè. 25 đồng nè, đó. 25 nè, 1 gan, 2 gan nè. 25 đồng là cả nhà thấy không? Thôi cả nhà biết làm sao không? Mình cái này mình lấy tiền nước là thôi, chứ từ khi gieo hộp cái này cũng phải mất 1 năm hơn. Tại cái này á, lúc mà mình gieo hạt á, mình ương mình làm đủ trò hết rồi sang chậu á, cho nên là mình bán để cho lấy tiền nước tiền này nọ lại thôi cô chú anh chị đó. Tại vì á, mình không có chăm nó nhiều á. Tại vì nếu mà mình muốn cho nó lớn á, là mình cái những cái loại cây này mình muốn cho nó lớn á, là mình phải cho nó ăn thức ăn thì nó rất là mau lớn. Nhưng mà khi mà mình cho ở vườn mình cho ăn thức ăn mà về khách không cho ăn thức ăn thì nó đứng lại. Cho nên bên em á, là em để cho nó tự nhiên ha. Thì về mình dễ chăm hơn. Có một giống như có nhiều người tùy theo cách mỗi người á, là mình thúc cho nó ăn. Mà thúc cho nó ăn nó mau lớn, nó mượt lắm. Nhưng mà khi mà về nhà khách á, khách không có làm cho ăn giống vậy á, nó sẽ đứng lại. Cho nên là bên vườn của em là em để tự nhiên ha. Để tự nhiên nó thời gian nó dài hơn, nhưng mà cây nó sẽ chắc hơn chứ chuẩn hơn nha cả nhà ha.
Dạ, tại vì cái này trong nghề mình mới hiểu, trong nghề mình mới hiểu, còn nếu không á mà khách không có hiểu đâu. Nè, bên em nè, lá Đài Loan nè, nhìn thấy không? Chuẩn không cả nhà? Lá tròn tròn nè, thấy không? Đẹp dữ lắm luôn ơi cả nhà nha. Dạ. Rồi, bữa nay em có cái gì nữa không cả nhà biết không? Tăng tăng tăng. Tăng tăng tăng. Cái này là diamond trồng từ hột nè cả nhà. Diamond rất là ngon, diamond mình ăn hoài 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 cả nhà ơi. Khi mình ăn vô là cái diamond nó thơm lắm cả nhà. Nó rất là thơm luôn. Cho nên nó là ổi diamond á sẽ không bao giờ làm phụ lòng cô chú anh chị và các bạn đâu. Nó cả nhà thấy không? Nhiều khi mình gieo mà ấy tới chừng nó cũng chết rồi, nó chết rồi. Mình bị thiệt hại rất là nhiều. Nhưng mà mấy cây sống gì là cả nhà biết không? Mấy cây này gieo lâu lắm mới được như này cả nhà. Nhà thấy không? Diamond nè, à. Đó. Diamond thì em bán diamond trồng từ hạt ha. Thì em bán mấy cây bự này nè là 150 nha cả nhà nha. Diamond trồng từ hạt thì có bạn nó đã trồng ra từ hạt và trái nó sẽ không hạt nha cả nhà nha. Thì mình vẫn chưa biết nhiều được ví dụ có trái có hạt không hạt, nhưng mà hiện tại là cái bạn của em trồng á thì ra trái rồi, từ những cây này thì nó không hạt. Đó, thì bây giờ em không có bao nhiêu cây đây, khoảng 100 cây à. 100 cây đây mình trồng từ hạt. Cho nên là cây này cao, cây này là 7 ga lông nha cả nhà. Cái chậu này là chậu 7 ga lông ha. Cao là khoảng 4 feet ha cả nhà ha. Nè, thân nè. Nè, cả nhà thấy cái thân không? Đó. Cái này là đai mình trồng từ hạt nha cả nhà nha. Ổi đai mình trồng từ hạt ha. Rồi. Cái cô chú anh chị nào đã mua cây của bên vườn O2 rồi đó là sẽ biết là ổi đây mình nó rất là ngon. Mà hiện tại bây giờ ổi đây mình trồng từ hạt thì rất là hiếm. Cho nên đó là em chỉ không có bao nhiêu cây đâu, chỉ có khoảng 100 cây thôi. Nên cô chú anh chị nào muốn ăn ổi đây mình trồng từ hạt thì sẽ gọi cho em Linh O2 Nursery nha. Cây là của em là khoảng 150 nha. Cây này rất là bự nha cô chú anh chị nha. Đây mình trồng từ hạt rất là hiếm. Từ từ rồi người ta mới ăn ổi ra, người ta mới gieo hộp nha cả nhà nha. Hiện tại ổi đây mình trồng từ hạt của em trồng trong 7 ga lông rất là to, khoa cao khoảng từ 4 feet, 4 feet rưỡi trở lên nha cả nhà nha. Đó, quá trời quá đất luôn nè cả nhà. Đây mình trồng từ hạt nè. Thương lắm cả nhà ơi. Cái này em nuôi nè, thấy không? Nhiều khi á, cây nó cũng bị chết, nhiều khi mình không có để ý nhiều á. Ô, em này đã có trái rồi nè cả nhà. Ái dạ dạ, mình sẽ để cái trái em này mình ăn lên như thế nào ha cả nhà ha. Đó, cho nên á là mới đây trồng từ hạt nhiêu? 1 năm rưỡi rồi hả? 1 năm chứ, 1 năm chứ. 1 năm mà bây giờ nó về đúng 1 năm á, là cô chú mà bây giờ nó có trái rồi nè. Đó, thì ngộ lắm, cây nhỏ nhưng mà cũng có trái nè cả nhà. Cái cây này thì em xin phép để lại để nữa có gì review cái trái nha. Cái này em sẽ, cái trái này không có bán tại nguyên đống này, chỉ có cây này có trái nha. Thì em sẽ lấy cái cây này lại để em review trái nha. Đó, thì đây mình trồng từ hạt nha cả nhà nha. 150 150 rất là hợp lý, tại vì á khi mình gieo cả nhà thấy không, có nhiều cây chết lắm nè. Nè, có nhiều cây chết tại vì á mình phải chăm sóc của nó kỹ lắm, nhưng mà bên em á tập cho nó giống như tự nhiên, cho nên là không có để cho nó phải thua ăn nhiều, rồi cái tới chừng mình không cho nó ăn cái bắt đầu nó đứng 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 lại. Bởi vậy nhiều khi á mình muốn tập cho nó để cô chú anh chị về chăm sóc cho nó dễ nè cô chú anh thấy không? Đó, thấy không, nó nhiều cây nó cũng chết là tại vì á mình cái này là ít tưới nước nè, nó bị như vậy tại vì bên em nhiều việc quá nên mấy anh á nó khó mà tưới nước á. Nó cái cây của em là 150 nè, wow cao lắm nha cả nhà nha, 7 ga lông nha cả nhà, chậu 7 ga lông nha. Đó, cao 4 feet rưỡi hơn nè. Ổi đai mình trồng từ hạt nha cả nhà, rất là ngon nha. Để em quay cái trái ổi đai mình á mà cây chiết cho cả nhà xem nha. Rất là ngon luôn. Em có cái ổi đai mình cây chiết nè cả nhà. Trời ơi, có một em này thôi đó. Mấy cây kia nó tìm lại vớt vát được cây nè. Cả nhà thấy không? Ổi đai mình mà cây chiết nè. Hồi năm ngoái nè, bây giờ nó bự như vậy nè cả nhà nè. Đó, cái gốc nó bự lắm nha cả nhà nha. Trái nè, cái này 8 trái mà em ăn hết trái rồi. Một trái nè. Hai trái nè ha. Ba trái nè, bốn trái nè. Năm trái nè, sáu cho bảy trái luôn nè cả nhà. Cây này 7 trái luôn nè cả nhà. Đó, quá trời ngon luôn cả nhà. 7 trái mà trái bự không nha cả nhà. Ổi đen mình nó được cái đặc điểm rất 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 là dễ có trái. Mà khi mà cây nhỏ, cây lùn bất cứ gì á,
trái nó dữ lắm mà nó không có rụng nhiều. Mình phải cho nước nó nhiều, khi nó có bông nó sẽ không có rụng nhiều nha cả nhà nha. Rồi á, cái này, cái cây này á, mình không có cho phân bón gì nhưng mà ăn cái trái rất là ngon. Khi mình hái ổi bất cứ gì á, là mình đừng có tưới nước nhiều, mình phải ngắt nước nó ngày hai ngày thì mình hái trái ăn rất là ngọt, rất là ngon nha cả nhà nha. Nhưng mà đặc biệt cái ổi đây mình, khi mình ăn vô á, cái vị của nó, cái mùi nó thơm dữ lắm cả nhà, thơm dữ lắm. Em sẽ hy sinh cái trái này để mà cho cả nhà xem nha. Giờ khó bẻ nữa. Ổi đây mình nè cả nhà thấy không? Đó, trái ổi đây mình của em nè. Đó đó đó. Đó, nhà thấy chưa? Đó, ổi đây mình đó. Ha. Bây giờ mình sẽ cắt trái ổi đây mình ra mình ăn nha cả nhà nha. Hello cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay Ô Chu sẽ mới hái một rổ ổi Đài Loan Ruby và ổi Thái Ruby không hạt ha cả nhà ha. Đó, hôm nay em Linh sẽ cho cô chú xem những cây ổi Thái Ruby ha và Đài Loan Ruby. Nhưng mà bây giờ em có cây trồng từ hộp của Đài Loan Ruby ha. Em sẽ giới thiệu cho cô chú anh chị và các bạn nha. Cả nhà ơi. À, cây này em tính để quay YouTube mà chưa trơn là khách đã tới vườn mua rồi cả nhà. Wow, mía này như vôi nha. Mía này là rất là lớn nha. Cái này chưa lớn không nha cả nhà nha. Nè, nhìn ngon cái tay cái em nè. Thì cái mía này á, mình á, cái vỏ của nó rất là mỏng, mình có thể lấy tay á, mình xước có được, mình ăn rất là ngọt mà nó dễ cắn bằng cái răng luôn á nha. Rất là đẹp luôn á nhà, nó lơn lên đẹp lắm cả nhà ơi. Thì em có bán cây mía vôi nha. Cho nên á là hả, tính đăng YouTube mà chưa trơn khách mua rồi. Bây giờ mình quay lẹ để cho khách chở đi nè. Cả nhà thấy không nè, mía vô nè, cái chậu này bự lắm nè. Ok nè, quá trời quá đất luôn cả nhà. Coi nè, coi nè, đẹp lắm cả nhà, ăn rất là ngon. Mình dùng ngón tay của mình á, mình tước á nó nha, nó rất là dễ nha cả nhà nha. Đó, quá trời luôn nè. Đó, bên đây nha cả nhà nha, nó bự lắm cả nhà, mới gọi là mía voi nha. Mía voi là nó bự, cả nhà thấy không, quá trời quá đất luôn nè cả nhà. Wow, em có bán cây ở nhà, cái bụi này biết bao nhiêu, bụi này bự lắm. Cái bụi này là 25 gallon hả anh? Dạ, 25 gallon nha cả nhà nha. Ngon lắm cả nhà ơi.